Trong căn phòng khách, người bố gọi người con xuống cùng mình và nói chuyện. Bố muốn chia sẻ với con một chuyện. Chuyện gì vậy ạ? Tất cả những người con đang quan hệ không phải là bạn của con. Vẫn vậy à? Bố muốn hỏi con câu này. Tất cả những người con đang quan hệ, họ đang giúp con đi lên hay họ đang kéo con đi xuống? Lại chuyện này à? Người bố tiếp tục. Bố cũng đã từng như con, cũng chơi với rất nhiều những người luôn luôn sử dụng những mối quan hệ để đạt được mục đích riêng của họ. Và khi đạt được mục đích, họ thường biến mất. Những người như vậy không xứng đáng được gọi là bạn. Cậu bé bắt đầu tỏ ra lắng nghe hơn, người bố lại tiếp tục. Con cần định nghĩa lại từ bạn. Bạn khác với bè. Bè là những người chỉ gọi con khi họ cần con giúp đỡ. Và khi họ gặp vấn đề cần giải quyết thì con luôn là bãi rác để họ xả. Bè không tôn trọng và lắng nghe những ý kiến của con. Họ là những người luôn luôn đòi chiến thắng trong mọi mối quan hệ. Họ cố gắng thay đổi con theo con người của họ. Và họ ghen tị những cái gì mà con đạt được. Bạn thì khác. Bạn là những người lắng nghe con và đồng cảm với con. Họ tôn trọng con. Cho dù con có là ai đi nữa, họ vui mừng khi con được thành công. Họ chấp nhận con người thật của con. Và họ gọi điện thoại cho con đơn giản chỉ là vì họ nhớ con. Những người bạn thực sự. Họ có thể không giải quyết được vấn đề khi con gặp khó khăn, nhưng họ không biến mất như lũ bè kia khi khó khăn ập tới. Cậu bé ấp úng trả lời. Con biết hết mà, không quan trọng đâu ạ. Bố nhìn thẳng vào mắt con và hỏi. Vậy bố hỏi con một câu, làm cách nào để con ốm nhanh nhất? Cậu bé suy nghĩ và trả lời. Ở cạnh người ốm ạ. Con nói rất đúng, và cũng như năng lượng ốm kia, khi con ở gần những người bè xấu, con cũng trở nên xấu như họ. Cậu bé gật đầu, dường như cậu vừa thức tỉnh ra ý nghĩa của từ bạn. Bố vỗ vai con và nói. Nếu con chưa tìm thấy người bạn thực sự, thà con đi một mình còn hơn là đi với lũ bè xấu kia. Bạn, có vẻ như chúng ta chưa hiểu hết được định nghĩa của từ bạn. Và chỉ khi biến cố xảy ra, chúng ta mới hiểu rằng định nghĩa của từ bạn và bè là hoàn toàn khác nhau. Hãy nhìn lại mối quan hệ xung quanh bản thân mình và cảm ơn những người bạn thật sự đã đến và trân trọng mối quan hệ của mình. Cảm ơn bạn.